lại đồng biệt nghiệm thanh tịnh, tùy thuận lời nói thế gian khác nhau, dùng lời ái ngữ giáo hóa chúng sinh, tuyên dương truyền bá Phật pháp, giáo hóa tất cả chúng sinh, lại đồng đi đến đạo tràng chúng hội của tất cả chư Phật, lại đồng đi đến tất cả cõi Phật cúng dường chư Phật, lại đồng hiện thấy tất cả pháp môn, lại đồng trụ bậc Bồ Tát hạnh thanh tịnh với ta. Thiện nam tử, 10.000 đồng nữ này có thể lấy thức ăn trong cái bát nhỏ này trong khoảng sát na, đến khắp mười phương cúng dường tất cả hậu thân Bồ Tát, thanh văn độc giác, cho đến khắp cùng các cõi ngạ quỷ, đều khiến cho đầy đủ. Thiện nam tử, 10.000 đồng nữ này dùng cái bát nhỏ này của ta, có thể ở trong cõi trời thì đầy đủ thức ăn cõi trời, cho đến ở trong cõi người thì đầy đủ thức ăn cõi người. Cụ Túc Yêu Bà Di lại nói, thiện nam tử, 10.000 đồng nữ này có thể lấy thức ăn thượng hạng trong cái bát nhỏ này trong khoảng sát na, thậm chí ngắn hơn một giây, đến khắp mười phương cúng dường tất cả tối hậu thân Bồ Tát, hàng nhị thừa thanh văn và độc giác, cho đến khắp cùng các cõi ngạ quỷ, đều khiến cho họ đều được đầy đủ. Thiện nam tử, 10.000 đồng nữ này dùng thức ăn trong cái bát nhỏ này của ta, không những khiến cho chư thiên được đầy đủ thức ăn cõi trời, cũng khiến cho họ đầy đủ thức ăn cõi người, có thể khiến cho chúng sinh mười pháp giới đều được thức ăn đầy đủ. Do đó có câu, mười pháp giới chẳng lìa một tâm niệm, một niệm nhẫn nhục có thể cứu tế tất cả chúng sinh. Thiện nam tử, xin hãy đợi chốc lát, người sẽ tự thấy. Khi nói lời đó rồi thì thiện tài liền thấy vô lượng chúng sinh từ bốn cửa đi vào đều do nguyện xưa của Yêu Bà Di mời đến. Đại chúng đó tụ tập lại rồi, đều ngồi trên tòa ngồi, tùy theo sự cần dùng của họ, bố thí thức ăn uống, đều khiến cho họ được đầy đủ. Cụ Túc Yêu Bà Di lại nói, thiện nam tử, xin hãy đợi chốc lát, ngươi sẽ tự thấy. Khi nói lời đó rồi thì thiện tài đồng tử liền thấy vô lượng chúng sinh từ bốn cửa đi vào. Họ đều do nguyện lực của Yêu Bà Di mời đến. Đại chúng đó tụ tập lại rồi, đều ngồi trên tòa ngồi do cụ Túc Yêu Bà Di đã bày sẵn mười ước tòa ngồi. Sau đó, tùy theo sự cần dùng của họ, bố thí thức ăn uống đều khiến cho họ được đầy đủ. Cụ Túc Yêu Bà Di bảo thiện tài rằng, thiện nam tử, ta chỉ biết môn giải thoát vô tận phước đức tạng này, như tất cả công đức của các đại Bồ Tát thâm sâu vô tận như biển cả, như hư không, rộng lớn không bờ mé, như châu như ý, làm mãn nguyện chúng sinh, như thôn xóm lớn cầu gì cũng được, như núi tù gì khắp tụ tập các báu, như áo diệu bảo tàng, thường chứa đựng pháp tài, như đèn sáng phá các đèn tối, như lọng cao, che khắp quần sinh, mà ta làm sao biết được, nói được hạnh công đức đó. Cụ Túc Yêu Bà Di lại bảo thiện tài rằng, thiện nam tử, ta chỉ biết môn giải thoát vô tận phước đức tạng này, như tất cả công đức của các đại Bồ Tát thâm sâu vô tận như biển cả, như hư không, rộng lớn không bờ mé, lại như châu như ý, hay làm mãn nguyện chúng sinh, lại như thôn xóm lớn cầu gì cũng được, lại như núi tu di khắp tụ tập tất cả châu báu, lại như áo diệu bảo tàng thường chứa đựng pháp tài, lại như đèn sáng phá tan tất cả đen tối, lại như tràng lọng cao che hộ khắp tất cả chúng sinh, đủ thứ công đức như vậy mà ta làm sao biết được, nói được hạnh công đức đó. Thiện nam tử, ở hướng nam này có thành tên là Đại Hưng, trong thành đó có vị cư sĩ tên là Minh Trí, ngươi hãy đến đó hỏi Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo. Bấy giờ thiện tài đồng tử đảnh lễ Cụ Túc Yêu Bà Di, đi nhiễu quanh vô lượng vòng chiêm ngưỡng không nhàm đủ, rồi tử tạ mà đi. Cụ Túc Yêu Bà Di lại nói, thiện nam tử, ở hướng nam này có một thành tên là Đại Hưng, trong thành đó có vị cư sĩ tên là Minh Trí, ngươi hãy đến đó hỏi Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo. Bấy giờ thiện tài đồng tử đảnh lễ Cụ Túc Yêu Bà Di, đi nhiễu quanh vô lượng vòng chiêm ngưỡng luyến mộ không nhàm đủ, sau đó tử tạ mà đi về hướng nam để tìm cầu vị thiện tri thức khác.